Và xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe touring đường phố mang thương hiệu của Gian FCR 3300. Và cái mẫu touring này là rất hợp các bác nào đi thể dục thể thao trên đường phố nhé, rất là nhẹ nhàng, thanh cảnh. Và bây giờ xin anh đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu trắng chủ đạo, những điểm nhấn là màu vàng nhũ trên thân xe. Đây một tổng thể chung để cho bác xem. Mẫu dòng FCR 3300 tổng touring này thì thích hợp các bác nào đi nhẹ nhàng nhé, thể thao nhẹ nhàng đạp đường phố. Đấy, dòng FCR 3300 nhôm là hợp kim alu XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian chính hãng. Tổng thể chiếc xe thì hình thức khoảng trên 85%. Đây là lớp ni lông xe nó bị ố rồi này, bị ố nhá, còn bên dưới thì không vấn đề gì cả. Khung xe là size M, thích hợp các bác cao từ 1m65 đến trên 1m7. Cổ yên cũng của Gian luôn, hút yên của em của Gian. Xe được trang bị với Shimano cấu hình Shimano Acera 9 lít, 3 đĩa, tay lắm cao su chính hãng của Gian, cầm rất là êm. Tay lắm sừng bò nhé, ở đây có 2 sừng bò. Vành xe cũng chỉ chính hãng Gian không nhá, lốp còn rất là mới, đấy các nhìn thôi rõ, vẫn còn cái gai lốp này. Kích thước lốp 700x28C, vành nguyên cặp của chính hãng Gian, đây, có thể thấy rõ đấy. Vành sau đây, xe được trang bị với G-Roup Acera, phụ đề Acera, gạt đĩa Acera, xe trang bị 9 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuẩn tập của xe 27 tốc độ. Vâng, cốt yên chính hãng của Gian đây, yên thì rất là mới, yên Gian yên xe vẫn còn rất là mới. Và bây giờ sẽ tập thể tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này, chuyển động rất mượt mà, xuống lip rất là êm các bác nhé. Tất cả may ơ vào vành của nhãn Gian luôn này. Lip và xích còn rất là mới. Và bên đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa, hoạt động rất cũng rất là tốt, không mắc một lỗi nhỏ ấy. Vâng, đùi đĩa Shimano. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe dòng touring của chính hãng Gian FCR 3300, thích hợp với các bác nào dạo phố và thể thao. Vâng, xe bên em là 6.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.